Chỉ trong 4 ngày từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 5, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã xảy ra 3 vụ đuối nước thương tâm làm 4 trẻ tử vong. Trưa ngày 18 tháng 5, tại khu vực ao Đình Bồng Châu, thôn Tân Mỹ 2, xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên xảy ra vụ đuối nước khiến 2 em nhỏ tử vong. Theo lãnh đạo địa phương, 2 em nhỏ là Phan Bình Mờ sinh năm 2013, học sinh lớp 5A trường tiểu học và trung học cơ sở Hùng Cường và em Đào Trường Di sinh năm 2014, học sinh lớp 4B trường tiểu học và trung học cơ sở Phú Cường. Mặc dù ao Đình Bồng Châu đã được cắm biển cảnh báo nguy hiểm từ năm 2020, nhưng các cháu nhỏ vẫn rủ nhau ra tắm, dẫn đến sự việc thương tâm. Ngày 17 tháng 5, tại phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, vào lúc 17:30, tại khu vực Hồ Đền Thờ Liệt Sĩ thuộc tổ dân phố An Tháp, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, người dân phát hiện cháu Nguyễn Anh Tê, 9 tuổi, hiện là học sinh lớp 3 trường tiểu học Nhân Hòa bị đuối nước. Trước đó, vào ngày 15 tháng 5, cháu Bùi Huy Mờ, sinh năm 2017, hiện đang là học sinh lớp 1, trường tiểu học Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ, đang đi chơi ở khu vực ao sau nhà, không may ngã xuống ao, bị đuối nước tử vong. Hiện nay là thời điểm đầu hè, các bậc phụ huynh cần chú ý quản lý con em chặt chẽ hơn khi các cháu được nghỉ học, tránh để xảy ra những tai nạn thương tâm.